Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Fast Life, let's go. Wow, lên level 3 rồi. Ok, chiến thôi. Let's go. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Let's go. Let's go.
Ok. Đây là một thành phố rất là đẹp. Wow, xe đẹp thật. Đúng rồi. Let's go. Người này đi đường này, người kia đi đường kia. Rất là khó đoán luôn. Bãi về đích, cứ tưởng là thua. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Miss Forbix, no miss. Ok.
Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Let's go. Các bạn càng đua nhiều càng tốt nhé, để lấy tiền và các bạn độ cho xe của mình thật là đẹp, phải không? Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. A Fresh Extreme. Let's go. Let's go. Oh my gosh. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Beast for Speed Most Wanted. Oh my god. Ok, và rồi mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Traffic Zero. Let's go.
Oh my gosh. Quả vừa rồi mình cứ tưởng là né được quả đấy thôi. Wow, nhưng không sao, mình vẫn đủ thời gian. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Đây rất là nhiều xe đẹp luôn. Các bạn có tiền thì các bạn có thể mua được những chiếc xe đẹp siêu sang như thế này. Wow. Cool. Oh my gosh. Chắc bắt buộc mình phải update cho xe hoặc gì đó. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Rich Racing Bar. Let's go. Có thể các bạn update hoặc các bạn có thể mình sẽ đua này xem. Wow, cái này hơi khó một chút. Ok. Trong này thì có rất là nhiều xe ngon và các bạn phải nâng cấp cho xe mình thật khỏe, nếu không thì các bạn sẽ không bao giờ đua đâu.
xe đó phóng rất là nhanh luôn. Xe nó rất là mạnh. Các bạn phải nâng cấp cho xe của mình thật là khỏe, lúc đó thì mới đua được thắng. Mình vẫn chưa nâng cấp được, tức là chưa đủ tiền để nâng cấp. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Racing Max 3D. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Rush Ground đi ba. Let's go. Come on,
Rồi, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.